Tử Nghiên đã bắt đầu quá trình đột phá, Tiêu Viêm thì tranh thủ luyện chế Hoàng Cực Đan cho ba cường giả Hắc Giác Vực. Không may là lò luyện đan đã bị nổ, cũng may là hắn kịp thời tắt lửa. Càng may mắn hơn là đã luyện chế được 3 viên đan dược. Mị Đa Tòa thấy hắn suýt bị đốt cháy vẫn không tỏ thái độ gì. Tiêu Viêm nhanh chóng chú ý tới cái kén mặt Tử Nghiên biến thành. Mặc dù đã hóa kén được một thời gian, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Như vậy xem ra thời gian để lên cấp cũng không ngắn. Khí tức trong người Tiêu Viêm lúc mạnh lúc yếu, dấu hiệu cho việc sắp đột phá đến Đấu Hoàng. Hắn cũng cảm giác được thời cơ đột phá sắp tới. Chênh lệch giữa Đấu Vương và Đấu Hoàng là cực kỳ lớn. Theo Mị Đa Tòa thì muốn đột phá chỉ cũng cần thời gian nửa năm, thậm chí là một năm mới có thể hoàn toàn lộ sắc. Lần luyện đan đã tiến hành được một tháng rồi, chắc là những cường giả Hắc Giác Vực đã phái người tới nhận đan dược, cho nên Tiêu Viêm muốn quay về Viêm Minh một chuyến, sau đó lại quay trở lại đây bế quan, không đạt đến Đấu Hoàng thì nhất định không xuất quan. Đột nhiên hắn cảm nhận được ấn ký của Tạp Cương và Linh Nhi, hai người bọn họ đang bị bắt trói. Bình ngọc chứa dị hỏa mà Tiêu Viêm đưa cho cũng bị bọn chúng lấy đi. Mải mê quan sát, tên cầm đầu là Hách Càn vô tình sử dụng đấu khí, thế là bình ngọc phát nổ. Cũng may hắn ta kịp thời ném ra ngoài, một vụ nổ lớn xảy ra. Chứng kiến uy lực này, Hách Càn cũng tỏ ra tham lam. Nếu như phát động 10 chiếc bình một lúc thì có thể uy hiếp đến cường giả Đấu Vương. Hắn lập tức tra hỏi Tạp Cương nhưng Tạp Cương thả chết cũng không nói. Cứ đến khi Tạp Cương nguy hiểm tới tính mạng thì Tiêu Viêm lại xuất hiện như một vị thần. Hách Càn khuyên Tiêu Viêm đừng có xen vào chuyện bao đồng, nhưng Tiêu Viêm không thèm quan tâm. Sau khi dạy cho một tên đàn em của Hách Càn một trận, Tiêu Viêm mới uy hiếp bọn chúng lập tức rời khỏi Thanh Sơn Trấn. Hắn sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hách Càn nghe những lời này, lập tức cười lớn mỉa mai. Đám đàn em cũng hùa theo lão đại, nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì nụ cười đã dập tắt. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đập cho bọn chúng một trận, sau đó bộc phát thực lực Đấu Hoàng uy hiếp. Nhìn vào bộ dạng nam chính, Hách Càn lập tức nhận ra người thanh niên trước mặt này chính là Viêm chủ Viêm Minh. Thế là hắn ta nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha mạng. Bởi vì Viêm Minh còn cần phải thu nạp các thế lực trong Giả Mã Đế Quốc, nên Tiêu Viêm đã tha chết cho Hách Càn. Chỉ cần trung thành với Viêm Minh thì hắn sẽ tự nhớ công trạng, đồng thời cũng uy hiếp bọn chúng không được làm khó dễ huyết chiến song binh đoàn. Giải quyết xong mọi chuyện, Tiêu Viêm lập tức rời đi. Tuy nhiên trên đường trở về, đấu khí trên người hắn lại càng bất ổn, càng lúc càng mất kiểm soát, thế là hắn phải trở lại sơn cốc để chuẩn bị đột phá. Thời gian bế quan ít nhất cũng nửa năm. Trong thời gian này, Mị Đa Tòa sẽ ở bên ngoài hộ pháp. Mị Đa Tòa muốn sau khi hắn xuất quan sẽ trở về xa nhân tộc một chuyến. Dù sao từ ngày nàng rời đi cũng đã lâu chưa trở về. Tiến vào hang động, Tiêu Viêm lập tức ngồi xuống ngưng tụ đấu khí. Luồng đấu khí xung quanh nhanh chóng bị dẫn động vào người. Một người đột phá cũng đã gây ra động tĩnh lớn. Vậy mà ở nơi này còn có hai người đột phá. Hai luồng đấu khí của Tử Nghiên và Tiêu Viêm cứ như vậy tụ tập lại trong sơn cốc. Sợ thu hút nhiều ma thú tới nên Mị Đa Tòa phải tạo ra một cái kết giới bao phủ xung quanh. Nhưng vừa mới thu xếp thỏa đáng cho hai người thì Mị Đa Tòa lại nhận được tín hiệu triệu hoán của xà nhân tộc. Biết xà nhân tộc đang gặp nạn, nàng không thể không trở về. Thế là Mị Đa Tòa đành phải rời đi. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Tiêu Viêm cuối cùng cũng chạm tới vách ngăn Đấu Hoàng. Trên trán hắn xuất hiện một ấn ký. Đây chính là ấn ký mà Dược Lão để lại. Thông qua nó, Tiêu Viêm đã nhìn thấy nơi giam giữ linh hồn của hồn điện. Rất có thể, Dược Lão đang bị nhốt ở đây. Chưa rõ diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!